nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và các đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Quang, Võ Thị Như Hoa đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Liên Chiểu. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, cử tri quận Liên Chiểu đánh giá cao kết quả phòng chống dịch COVID-19 cũng như việc khắc phục hậu quả các trận lũ lụt ở miền Trung. Cử tri Huỳnh Dự, phường Hòa Khánh Nam đánh giá cao việc tổ chức kỳ họp Quốc hội bằng hai hình thức trực tuyến và họp chung tại hội trường. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội cần lưu ý tránh tình trạng luật mới ban hành đã phải sửa đổi. Cử tri Phạm Xuân Thư, tổ 86, phường Hòa Minh bày tỏ băn khoăn trước tình trạng phát triển tràn lan thủy điện vừa và nhỏ, nạn phá rừng đã tác động xấu đến môi trường sống của người dân. Kiến nghị chính phủ xem xét nâng lương đối với những người có mức lương thấp. Cử tri Phạm Đình Chương, tổ 107, phường Hòa Minh kiến nghị khi thực hiện cấp thẻ căn cước công dân cần chú ý đến việc tạo thuận lợi cho người dân. Cử tri Nguyễn Như Thư, tổ 10, phường Hòa Khánh Nam kiến nghị Quốc hội Chính phủ xem xét tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến Nghị định 91 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đối với thành phố Đà Nẵng, cử tri quận Liên Chiểu kiến nghị cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác triệt để tiềm năng đất đai trên địa bàn quận Liên Chiểu cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Dự án ga đường sắt Đà Nẵng trên địa bàn quận Liên Chiểu được quy hoạch hàng chục năm nhưng cho đến nay chưa được triển khai, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng dự án. Trao đổi những vấn đề cử tri quận Liên Chiểu quan tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, đề nghị lãnh đạo quận Liên Chiểu tiếp tục theo dõi, tổng hợp kiến nghị với thành phố, tiếp tục giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân. Liên quan đến vấn đề bỏ sổ hộ khẩu và cấp thẻ căn cước công dân, ông Trương Quang Nghĩa cho rằng đây là một cái quá trình thay đổi rất lớn, đòi hỏi mỗi chúng ta, nhất là các cái vị cử tri ở đây là tổ trưởng để trực tiếp quản lý công dân ở chỗ mình, thì cũng phải thay đổi cách tiếp cận, cách quản lý. Chúng ta có chứng minh thư, chúng ta có thẻ công dân, cái căn cước 12 số rồi, nhưng bây giờ lại căn cước lại phải đổi nữa. Cái này nó là một cái quá trình chúng ta làm. Tất nhiên là với mỗi cái cách thức, cái dạng ấy, thì nó lại phải đáp ứng với một cái trình độ quản lý xã hội nhất định. Ông Trương Quang Nghĩa, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị thành phố Đà Nẵng chia sẻ với những vấn đề cử tri quan tâm và cho rằng trong thời gian vừa qua, với cái tốc độ xây dựng luật là rất lớn, đặc biệt ở nhiệm kỳ này. Nhưng cái tính khách quan của mỗi một bộ luật, cái chất lượng của mỗi một bộ luật nó còn phụ thuộc vào các cái cơ quan biên soạn. Và với cái khối lượng lớn như thế thì Quốc hội phải có một cái trách nhiệm, có ý kiến, xem xét một cách đầy đủ. Và để làm luật cho nó tốt hơn thì báo cáo các quý vị đại biểu là nhiệm kỳ 15 thì cái tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách nó sẽ được tăng lên, và xu hướng mỗi một kỳ thì sẽ tăng lên một cái lượng nhất định. Ông Trương Quang Nghĩa đã thông báo với cử tri quận Liên Chiểu tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2020, những khó khăn của thành phố do tác động của dịch bệnh COVID-19, tình hình thiên tai bão lũ ở khu vực miền Trung, kết quả đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22 và cho biết ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 sẽ được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 và mong muốn cử tri quận Liên Chiểu quan tâm theo dõi, nâng cao trách nhiệm để bầu chọn những đại biểu đại diện cho mình và cơ quan quyền lực tối cao.